Dân tộc Pa Dí là một dân tộc rất ít người ở Lào Cai, cư trú chủ yếu ở huyện Mường Khương. Cộng đồng người Pa Dí Mường Khương rất có ý thức trong việc giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống, trong đó có việc bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật trang trí y phục nữ, một trong những di sản văn hóa cấp quốc gia của Lào Cai. Phụ nữ Pa Dí thường mặc áo dài tứ thân, xẻ nách chỉ cài một cúc, để tạo bộ y phục rực rỡ sắc màu với bố cục, đường nét, mô típ hoa văn đặc sắc. Phụ nữ Pa Dí đã sáng tạo ra kỹ thuật thêu kết hợp với ghép vải. Họ sử dụng ba kỹ thuật thêu là thêu buộc, thêu xuyên và thêu luồn chỉ. Thêu buộc làm cho hoa văn và đường chỉ thêu nổi rõ trên đồ án của trang trí. Dùng mũi kim xuyên qua hai sợi vải rồi thắt chỉ chặt vào tấm vải. Làm như vậy cho tới khi thành hình hoa bốn cánh, mắt chim, chuột, hình tam giác. Thêu xuyên là dùng mũi kim xuyên thủng xuống mặt sau của tấm vải, rồi cách hai hàng chỉ, rồi xuyên ngược lên theo kiểu đan móng vuốt. Thêu luồn là thêu trên tấm vải màu trắng, luồn kim qua lại trên tấm vải cần thêu. Họ đan những sợi chỉ nhiều màu sắc vào nhau, sao cho các họa tiết hoa văn nổi rõ trên trang phục. Loại hoa văn thường thấy khi sử dụng kiểu thêu này là hoa văn hình thoi, hình chữ nhật. Biện pháp thêu kết hợp ghép vải tạo ra những mẫu hoa văn phong phú, nhiều màu sắc. Các khổ vải ghép đậm sắc màu bên cạnh các đường thêu thanh mảnh tạo cảm giác như các hoa văn luôn biến đổi. Cổ áo nữ thường cắt theo kiểu cổ tròn, viền mép khâu chỉ trắng trên nền vải xanh, vải hoa. Phía ngoài có bản ghép hai màu xanh đỏ, gây ấn tượng thị giác với phần cổ của người mặc. Ngoài thêu và ghép vải, người Pa Dí còn dùng các hạt bạc, cúc bạc để đính trên bề mặt cổ áo, cúc bạc to, được đính để cài khóa ở hai đầu, tạo điểm nhấn cho người sử dụng. Váy của phụ nữ Pa Dí là kiểu váy dài, gần giống thiết kế váy của người Thái. Cho ngoài váy là chiếc tạp dề cùng màu, nẹp và gấu tạp dề có đường viền màu trắng, hòa với khoanh vải màu trang trí ở tay áo, tạo sự hài hòa cân đối, nét duyên dáng của người phụ nữ. Thu hút sự chú ý nhất là chiếc khăn đội đầu hình mái nhà, vừa là khăn, vừa là mũ. Tương truyền xa xưa người Pa Dí sinh ra cuộc sống khó khăn vất vả, nên đại gia đình nhiều thế hệ sống chung một mái nhà lớn. Sau này khi con cháu quá đông, ăn ở chật chội, phải cho con cái ra ở riêng. Để thể hiện ý thức nhớ về cội nguồn, cha mẹ, dòng tộc, người Pa Dí lấy hình tượng mái nhà sáng tạo ra chiếc khăn của phụ nữ. Trước khi đội khăn, người phụ nữ búi tóc cao lên đỉnh đầu bằng một khuôn gỗ nhỏ có cuốn vải, sau đó đội phần trên của khăn lên. Phần dưới mũ được cuốn sát trán để cho thêm chặt, khăn không bị xô lệch. Đây là nét trang trí đầu tóc độc đáo nhất của phụ nữ Pa Dí. Tất cả trang phục của phụ nữ Pa Dí được làm từ nguyên liệu vải tự dệt. Để tạo cho mũ có độ cứng, màu sắc bóng đẹp, người Pa Dí sử dụng kỹ thuật hồ vải, dùng các loại nhựa cây rừng tạo cho vải có độ cứng, bền. Bộ nữ trang phục truyền thống là của hồi môn của những cô gái người Pa Dí khi đi lấy chồng. Với giá trị và nghệ thuật thêu trang trí trên trang phục, năm 2020, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã công nhận nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Pa Dí là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.